Truyện Quan Âm Chi Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Capemon Fish Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đã hữu đã lắng nghe. Tập 264, chương 2243, Nhật Du Tuần Giới. Theo đó tới gần, hải ngoại màu đen cuồn cuộn lên. Vài vạn năm qua, lần đầu tiên nơi đây đã có ánh sáng chiếu trên biển, cũng không biết là do chiếc xạ hay là màu sắc nguyên bản, nước biển lại hiện ra một màu tím. Kim ô lăng không trên bầu trời hải ngoại, chiếu rõ hết thảy, đi tới phía trước trong bàn trời. Những nơi đi qua, ban ngày ập đến xua tan bóng tối, khiến cho mặt biển hải ngoại có thể thấy rõ ràng. So với đôi hải thì nước biển hải ngoại càng thêm đen nhánh, càng thêm sền sệt, sức nổi cũng vượt qua rất xa. Nơi đây rất ít xuất hiện sóng lớn, có thể thấy được vô số khối vụn phế tích cổ xưa trên mặt biển, có cự thạch, có thi thể to lớn, có miếu thờ tàn phế thần bí, có con mắt thật to trôi nổi giống như một hòn đảo, có thần uy kinh khủng xuyên thấu qua nước biển tràn ra ngoài, có tồn tại không biết mênh mông như một châu đứng trên từng mặt biển lạnh lùng ngóng như bầu trời, ngóng như Nhật Du từng giới đã từng xuất hiện. Cho đến thời gian trôi qua, cự nhân kéo lông xa lao ra trên mặt trời hải ngoại. Vào một khắc giữa trưa, ánh mặt trời nồng đặc nhất dừng lại bất động trên bầu trời, vô số thần niệm và ánh mắt mịt mờ từ hải ngoại tràn ra, hội tụ ở nơi đây giống như đang chứng kiến. Sau một lúc lâu, trong lòng xa, thân ảnh đứng nhìn thiên địa xa xa phía trước, Hứa Thanh chậm rãi xoay người qua, ngóng nhìn Hứa Thanh, nháy mắt đối mắt cùng nhau. Trong đầu Hứa Thanh nổ vang, vô số tin tức như sóng dữ lập tức tràn vào tinh thần của hắn. Đây là truyền thừa chân chính đến từ Kim U. Hứa Thanh biến thành Kim U lập tức lập lè. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh thiếu niên nhắm nghiền hai mắt, cự nhân ngoài lông xa truyền ra một tiếng cầm nhẹ mang theo bi thương, bắt đầu quãng đường trở về. Dần dần theo lông xa đi mất, màu đen bị tạm thời đẩy đi lại lan tràn trở về, bổ sung vào hư vô lông xa trả lại. Cuối cùng thời điểm hoàng hôn tới, lông xa rời khỏi hải ngoại. Hải ngoại lại biến thành đen nhánh, áo giáp màu vàng trên thân cự nhân dần rút theo thời gian khôi phục thân thể hư thối. Mà ánh sáng của bản thân lông xa cũng bám đạm lại, lần nữa lộ ra vẻ tàn phá. Hoàng hôn biến mất, trong ánh mắt của Nhị Ngu cùng Hoàng Nham, cự nhân tràn ngập tử khí đến từ trên trời, từng bước tiến vào nội hải. Cùng nhau tiến vào còn có lông xa thanh đồng. Một khắc chìm vào mặt biển, một cổ lực lượng nhu hòa từ trong long liễn tràn ra, đưa Hứa Thanh đang đắm chìm trong truyền thừa ra ngoài. Sau đó lông xa hoàn toàn chìm vào dưới biển, dưới cự nhân kéo đi. Bên trong đáy biển hình như xuất hiện một tòa cung điện hư ảo ở bên trong thời gian. Ngoài cung điện, cự nhân dừng bước quỳ ở nơi đó không hề nhúc nhích. Bên trong lông xa thanh đồng, thân ảnh thiếu niên mơ hồ đi xuống, từng bước đi vào cung điện. Bước chân của thanh niên rất chậm, mỗi một bước đều hiện ra vẻ điều hiu. Cho đến khi đi tới nơi cao nhất trên phía cung điện, yên lặng ngồi xuống trên ghế ngồi duy nhất ở đó. Thời gian bốn phía cận sóng, xuất hiện nhạc sĩ, khúc nhạc Thiên La Nghinh Nguyệt vang lên. Dưới khúc nhạc tuyệt vời, thiếu niên cúi đầu cô độc lắng nghe. Chỉ là mặc kệ khúc nhạc này du dương như thế nào, trên cấm hải đã không còn mặt trăng tên là Tri Canh. Vì vậy cô độc đã thành vĩnh hằng, che mất khúc nhạc, che mất thời gian, khiến cho cung điện khôi phục bộ dáng chân chính của nó. Đó là một mảnh phế tích đổ nát thê lương, như một phần mộ. Ngoài phần mộ là cư nhân đang quỳ, bị ai thúc thích nỉ non. Trên mặt biển, bên trong pháp hạm của tiểu tử Câm, Hứa Thanh khoanh chân. Tiểu tử Câm lặng lẽ thủ hộ bên cạnh hắn, trong lòng cực kỳ đề phòng. Thời khắc này bất luận người nào trong đây đều bị tiểu tử Câm cảnh giác vô tận. Hai vị phó ti của bộ hôn ti để thất phong xa xa, thần sắc vẫn chấn động như trước, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh như nhìn thần nhân. Thật sự là tất cả mọi thứ hôm nay đã vượt ra khỏi nhận thức và tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ đã từng nghe qua về truyền thuyết Long Xa, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra lại có người có thể ngồi ở trong đó, giống như đã hóa thân thành mặt trời, trải qua một lần mặt trời mọc, mặt trời lặn. Cho nên trước mắt tinh thần của bọn họ đang kịch liệt cợt sóng, thật lâu không thể yên bình xuống. Về phần Nhị Ngu và Hoàng Nham thì càng là nhìn không chuyển mắt. Nhất là Nhị Ngu, chuyện hôm nay của Hứa Thanh để cho y vô cùng chấn động, cho nên càng là vô cùng hiếu kỳ đối với thu hoạch của Hứa Thanh. Mà Hoàng Nham lại không hiếu kỳ về thu hoạch của Hứa Thanh, y là muốn hỏi Hứa Thanh một chút về vấn đề thái tử Kim U. Nhưng bây giờ chỉ ngóng nhìn một lát, thần sắc của y bỗng nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu nhìn tới chân trời xa xa. Bầu trời đêm tối xuất hiện ánh sáng màu đỏ, ánh sáng đỏ lan tràn xâm nhập bầu trời đêm, khiến cho toàn bộ màn trời và thực khắc này biến thành đỏ thẫm, ngay cả biển khơi cũng là như thế, tự như hóa thành huyết hải. Vô số màu đỏ này hội tụ cùng một chỗ đã thành một vị thần. Thần đi từ chân trời tới, một bước đến trên pháp hạm, một cái chớp mắt hạ xuống, ba người tiểu tử Câm nhất thời hôn mê. Huyết phong thổi qua, phiêu động áo bào đỏ thẫm của thần, dấy lên sợi tóc của thần, khiến một gương mặt yêu dị tuấn mỹ hiện ra trong mắt Hoàng Nham và Dị Ngưu. Hai mắt Dị Ngưu gương tụ, sau đó bày ra vẻ mặt khinh thỉ, đứng dậy nhìn như không có ý định chắn trước Hứa Thanh, cúi đầu về phía người tới. Tiền bối, đúng là ngài đã tới, khó trách vừa rồi giảng bối cảm giác thiên địa mất đi ánh sáng rực rỡ, thì ra là tiền bối đại giá quang lâm. Hoàng Nham không nói một lời, toàn thân tràn ra chấn động đáng sợ, vẻ mặt ngưng trọng. Không cần căng thẳng, bổn tọa tới đây là tìm Hứa Thanh, để cho hắn trả nhân tình.
Ngọc Lục Trần khẽ cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống và vung tay lên. Bên cạnh xuất hiện đài trúc bày bốn chén trà. Sau khi đích thân châm trà, chính lão cầm lấy một chén nhấp một ngụm, sau đó nhìn qua Diễn Ngưu cùng Hoàng Nham. Uống trà. Chương 2244, nhân tình của Ngọc Lưu Trần. Ngọc Lưu Trần xuất hiện, tràn ra một cỗ lực lượng vô hình bao phủ bầu trời và cấm hải, khiến cho mặt trời giống như bất động, cấm hải càng là như vậy. Sóng trên mặt biển cũng bị đồng lại, bảo trì bộ dạng dấy lên. Nước biển tự như bị đóng băng, tất cả tự như đã biến thành một bức họa, miêu tả chuyện xưa người bên ngoài không biết. Chỉ có thần trong chuyện xưa đang uống trà và phát ra lời mời. Nhị Ngưu cười ngượng, trà của Ngọc Lưu Trần y không dám không uống. Y từng mắt nhìn thấy phù tà trong chuyện xưa của đối phương, bởi vì ngay từ đầu không uống trà, do đó hết thảy đều bị bóp méo, giống như bị vẽ đường, tới tới lui lui, thê thảm vô cùng. Sau cùng ngay cả tâm tính cũng bị chơi hỏng mất. Vị này mặc dù thoạt nhìn giống như thần, nhưng trước kia ta từng nghe nói bên trong thần linh thì vị này cũng nổi danh là lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa có một sở thích cổ quái, người khác càng không muốn, thần lại càng thích bắt đối phương nguyện ý. Huống hồ bụng của ta có gì mà không tiêu hóa được, ta sợ cái gì? Nghĩ tới đây, Nhị Ngưu không chần chờ nữa, cầm lấy chén trà uống một ngụm, sau đó lộ ra vẻ mặt như uống được thứ quý lạ, tán thưởng không thôi. Trà ngon, dễ uống. Hoàng Nham bên cạnh mặt không cảm xúc, không động chén trà chút nào. Ngọc Lưu Trần liếc nhìn Hoàng Nham, hai mắt nheo lại, nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, khẽ cười một tiếng không có nhiều lời, sau đó lộ ra biểu cảm hứng thú, nhìn về phía Hứa Thanh đang đả tọa. Tiểu tử, loại người như ngươi rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng trong lòng cân nhắc rất nhanh, giả lại bộ dạng như không có tỉnh. Để cho ta nghĩ tới một chuyện xưa cùng loại như vậy. Trong chuyện xưa, nhân vật chính cũng gọi là Hứa Thanh, ta kể cho ngươi nghe nhé. Hai chữ chuyện xưa rơi vào trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh không chút chần chờ, lập tức mở mắt ra. Một khắc, hai mắt vừa mở có kim ô lao ra từ trong cơ thể, thiêu đốt ra ngọn lửa lập lè giữa biển trời bất động, không ngừng xoay quanh và truyền ra từng tiếng to rõ, càng bay càng cao, cuối cùng tới cuối chân trời. Toàn thân kim ô chấn động, ngọn lửa càng dữ dội hơn bộc phát ra từ trên người đó, tạo thành nhiệt độ và ánh sáng kinh khủng như hóa thân mặt trời chiếu rọi bốn phương. Khi tức cổ xưa tràn ra kia trên người đó, uy áp đến từ thần linh đồng dạng bốc lên từ trên người, càng có 10 đạo tiên quang vần quanh bốn phía kim ô, đó chính là huyền dương tiên quang của Hứa Thanh. Từ lúc mới bắt đầu một dạo bây giờ đã tăng vọt thành 10 đạo. 10 đạo tiên quang lập lè rực rỡ, dung hợp cùng kim ô, gia trì lẫn nhau, khiến cho kim ô xuất hiện giữa biển trời dường như đã trở thành mặt trời chân chính, lập tức thắp lên giữa đêm tối, sau đó lại lần nữa nhập vào trong mắt Hứa Thanh, tan biến vô ảnh. Bầu trời lần nữa đen nhánh, duy chỉ có hai mắt Hứa Thanh sáng ngời như mặt trời, đứng dậy không người cúi đầu về phía Ngọc Lưu Trần. Nếu chuyện xưa của Ngọc Lưu Trần là miêu tả phù tà, Hứa Thanh nguyện ý đi nghe, nhưng nếu như miêu tả chính mình, hắn không dám nghe, cho nên lễ độ cần thiết là phải có. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện xưa của Kim Ô. Ngọc Lục Trần nhìn qua Hứa Thanh, cười mở miệng. Hứa Thanh trầm ngâm, truyền thừa của Kim Ô quá mức dồi dào cũng vô cùng phức tạp, không phải hắn có thể hoàn toàn lý giải trong thời gian ngắn, cho nên phần truyền thừa này bị hắn đặt ở trong thức hải chậm rãi hấp thu. Trước lúc không có hoàn toàn dung hợp, chuyện xưa Kim Ô cũng không hoàn chỉnh. Tiền bối muốn nghe thì phản bối có thể kể cho biết. Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh mở miệng. Ngọc Lục Trần lắc đầu. Chuyện xưa không hoàn chỉnh sẽ có quá nhiều thứ không xác định, ảnh hưởng đến phẩm chất. Chờ khi ngươi biết được chuyện xưa toàn bộ, ta lại nghe. Đương nhiên, ta sẽ không nghe miễn phí. Cho nên lần này, nhân tình ngươi thiếu nợ ta, sẽ lấy phương thức làm mồi câu để trả nhé. Cùng ta đi tới hải ngoại một chuyến. Ngọc Lưu Trần đặt chén trà xuống, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh trầm ngâm, hai câu mồi câu cùng hải ngoại của Ngọc Lưu Trần để cho hắn sinh ra một chút liên tưởng. Sau mấy hơi thở, hắn nhìn qua Ngọc Lưu Trần. Kính xin tiền bối chỉ rõ. Ta muốn đi hải ngoại câu cá. Ngọc Lưu Trần mỉm cười, trong mắt Hoàng Nham lộ ra tinh mang đứng lên. Ngọc Lưu Trần quay đầu đối mặt, đồng thời có thần niệm lóe lên giống như đang nói gì đó với Hoàng Nham. Hoàng Nham nhíu mày, tinh mang trong mắt không có giảm chút nào, trầm thấp mở miệng. Ta tôn trọng ý nguyện của Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, lúc hắn ngồi ở trong long xà của Kim Ô đã đi hải ngoại một lần, mặc dù không biết cụ thể, nhưng có thể cảm thụ được sự đáng sợ của hải ngoại. Chẳng qua hiện giờ hắn không phải hắn trước kia, nhất là truyền thừa của Kim Ô khiến hắn cũng có được nhận thức nhất định đối với hải ngoại. Cẩn thận một chút cũng không phải là không thể bước vào. Quan trọng nhất là hắn phải trả nhân tình của Ngọc Lưu Trần. Hiện giờ sao? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hiện giờ. Ngọc Lưu Trần mỉm cười gật đầu rồi đứng lên. Đi thôi. Nói xong thần cước bước phóng lên trời. Hứa Thanh hít sâu, Hoàng Gia bên cạnh nhíu mày. Hứa Thanh, ta không can dự vào lựa chọn của ngươi, nhưng nếu như ngươi không muốn, có thể nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hôm ấy Ngọc Lưu Trần tiền bối đã cứu ta, việc này phải trả. Hứa Thanh trầm ngâm, sau cùng vẫn lắc đầu. Nguyên tắc làm người của hắn là thời khắc nhớ kỹ kẻ thù, đối với nhân tình cũng là như thế. Nói xong Hứa Thanh cứ bước phóng lên trời, đứng ở sau lưng Ngọc Lưu Trần.
Hoàng Nham ngóng nhìn Hứa Thanh. Sau khi nhìn ra Hứa Thanh đã quyết định thì không khuyên nữa. Mặt thấy Hứa Thanh và Ngọc Lưu Trần liền muốn rời khỏi. Nhị Ngưu trừng mắt ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, hô to về phía Ngọc Lưu Trần trên không trung: Ta cũng không giúp được gì, nếu đã như vậy ta sẽ không đi. Chúng tiền bối và tiểu sư đệ thắng ngay từ trận đầu, vậy chúng ta đi trước đây. Nhị Ngưu nói xong lập tức điều khiển pháp hàm rời khỏi nơi đi, giống như sợ bị liên quan đến. Chương 2245: Nhân tình của Ngọc Lưu Trần. Ngọc Lưu Trần trên không trung cúi đầu nhìn Nhị Ngưu. Ngưu Nhi à, ngươi muốn đi cứ việc nói thẳng, không cần dùng cách nói như vậy. Nhị Ngưu nghe vậy nhanh chóng lắc đầu, vỗ ngực thề son sắt, lớn tiếng mở miệng: Tiền bối hiểu lầm rồi, ta không đi, tuyệt đối không đi, đánh chết cũng không đi. Ngọc Lưu Trần nhướng mi lên cười nhạt: Ý là không đánh chết ngươi, ngươi sẽ đi. Nếu muốn đi như vậy cũng được, về câu cá của ta có hai cái móc câu, nhiều thêm mồi câu cũng không tệ. Trong lúc nói vùng tay phải lên, thân thể Nhị Ngưu lập tức bay lên không, đứng ở bên cạnh Hứa Thanh. Sau đó theo Ngọc Lưu Trần cất bước về phía trước, bầu trời màu đỏ nhanh chóng hội tụ hình thành một mảnh mây đỏ mênh mông, rít gào bay về phía hải ngoại. Bên trong pháp hạm, Hoàng Nham ngẩng đầu nhìn đám mây đỏ đi xa, lâm vào trầm mặc. Mà trên bầu trời bên trong mây đỏ, Nhị Ngưu mặt mày ủ rũ than thở. Chỉ là trong mắt Hứa Thanh, lấy hiểu biết của hắn đối với đại sư huynh, nhìn ra ẩn sâu trong vẻ mặt đó cất giấu một tia đắc ý. Đừng giả bộ nữa, nguyên bản một câu lần này cũng có phần của ngươi, dù ngươi chẳng nói gì ta cũng sẽ mang ngươi đi theo. Bên trong mây đỏ, giọng của Ngọc Lưu Trần truyền đến: Mà lần này chỉ cần các ngươi không tự mình tìm đường chết, tuy có hung hiểm nhưng sẽ không chí mạng. Lời còn chưa dứt, trong lòng Hứa Thanh nhất thời bay lên cảm giác bất an. Nhìn Nhị Ngưu bên cạnh một chút, nếu nói là tự tìm đường chết, đại sư huynh xưng thứ hai, không ai có thể xưng thứ nhất. Nhị Ngưu bị Hứa Thanh nhìn có chút chột dạ, vì vậy ho khan một tiếng: Tiền bối, vì để câu cá tốt nhất, cũng vì cho lần này tiền bối thu hoạch tràn đầy, người xem có nên nói nguyên do của chuyến này với chúng ta hay không? Nếu không, mạng nhỏ của hai chúng ta không trọng yếu, nhưng làm trễ nải chuyện lớn của tiền bối, vậy thì rất nghiêm trọng. Hứa Thanh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn qua sương đỏ phía trước, lời đội trưởng nói cũng chính là thứ hắn định hỏi, bởi vì sau khi biết được mục đích cụ thể của chuyến này, như vậy cũng có thể gia tăng an toàn hơn. Trong mây mù, Cọp Lưu Trần nhìn thấu hết thảy, nhẹ cười rộ lên. Nhưng mà nếu như thần đến tìm Hứa Thanh có thể đòi nhân tình, tất nhiên cũng sẽ không có chuyện không nói gì cả. Huống hồ đối với thần mà nói, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Vì vậy trong lúc mây đỏ bay nhanh về phía hải ngoại, giọng thần vang vọng trong tai Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu: Trước khi nói nguyên do, ta muốn nói một chút về hải ngoại cùng các ngươi trước. Hải ngoại thần bí khó lường, nếu so với Hoàng Thiên thần tộc thì lịch sử của nó còn muốn lâu đời hơn. Cụ thể bao lâu ta cũng không biết, thậm chí đến ta cũng không cách nào thần tri rất nhiều khu vực nơi đó. Mà căn cứ phán đoán của ta, Hoàng Thiên thần tộc có lẽ đầu tiên chính là đi ra từ hải ngoại. Hải ngoại là đầu nguồn của đám thần đó, sau khi đi ra đám thần mới sáng lập Hoàng Thiên. Về sau tổ tiên tu sĩ các người mặc dù trấn áp phong ấn Hoàng Thiên thần tộc, kiến tạo đại lục vọng cổ phía trên Hoàng Thiên, thế nhưng lại không biết làm thế nào đối với hải ngoại. Ta suy đoán đây cũng là nguyên nhân Kim Ô thái tử bị lưu lại, giả lại trao tặng quyền tuần giới, không phải bởi vì y mạnh mà bởi vì huyết mạch, có thể nhìn hải ngoại thành một thế giới đơn độc. Giọng đó của Ngọc Lưu Trần vang vọng, bên trong ẩn chứa tin tức cực lớn, thế nhưng rất ít người biết được. Trong lòng Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng có gợn sóng riêng. Về phần mục đích của ta, lời của Ngọc Lưu Trần dừng lại: Hứa Thanh, người cũng đã biết tiên và thần khác nhau. Hứa Thanh vẫn còn đang tiêu hóa tin tức lúc trước, bây giờ nghe vậy sau khi suy nghĩ một chút thì trầm thấp mở miệng: Tiên tu bản nguyên, thần tu toàn tri. Ngọc Lưu Trần nở nụ cười: Người nói rất đúng, cũng không đúng. Đáp án dĩ nhiên là tiên tu chân ngã, thần tu chân danh. Cho nên hạ tiên có thể dẫn, nhưng chân thần bất diệt. Cho dù chân thần chết, chỉ cần chân danh truyền lưu trong tinh không, như vậy sau năm tháng lâu dài, cuối cùng thần còn có thể trở về. Chẳng qua là thần trở về cũng không phải là chính thần đó. Giọng của Ngọc Lưu Trần hiện ra một cỗ cảm giác tang thương, tiêu tán cùng sương mù ở giữa hai người Hứa Thanh, khiến cho thân ảnh của lão hiện lộ ra trong mắt Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Hai mắt thần đang ngóng nhìn về phía hải ngoại, giọng đó giống như bay tới từ trong năm tháng, vang vọng hiện thế: Lịch sử dòng cổ các người tràn đầy chiến tranh, như tổ tiên các người đến từ hạ giới năm đó đã trấn áp Hoàng Thiên thần tộc nơi đây. Mặc dù ta không phải trải qua trận chiến tranh đó, nhưng ta đã từng thấy bên trong thời gian dòng cổ có một vị chân thần của Hoàng Thiên thần tộc bị chém giết dẫn lạc ở hải ngoại. Vì vậy lúc đầu sau khi ta bị thương đã dùng thời gian mấy vạn năm để thời gian tạo ra một cái chuyện xưa về chân thần này. Cuối cùng trong gần ngàn năm, thời gian đã đồng ý chuyện xưa của ta. Ta cảm nhận được khí tức vị chân thần đó trở về. Thần rất suy yếu và còn đang khôi phục, nhưng đã đủ để cho ta đang dệt nguyên dạng chuyện xưa về chân thần. Sở dĩ lựa chọn các ngươi làm mồi câu là bởi vì các ngươi liên quan nhân quả cùng hạ tiên.
mà ban đầu vì chân thần đỏ bị Hạ Tiên chém giết. Cho dù căn nguyên không phải là Hạ Tiên tương quan cùng các ngươi, nhưng trong bản tinh không thần linh này cũng chỉ có mấy vị Hạ Tiên như vậy. Cho nên các ngươi chính là mồi câu tốt nhất. Ta muốn nhờ khí tức của các ngươi dẫn vị chân thần trở về còn suy yếu ra, để cho chuyện xưa của ta ở cấp độ chân thần trở thành chân thực, từ đó làm ta trở lại thần đài đỉnh phong, cùng với truy tìm con đường chân thần xa xôi. Ngọc Lưu Trần không hề giấu giếm nói ra tất cả nguyên do. Trong lúc tâm thần Hứa Thanh và đội trưởng chấn động, đám mây đỏ bay nhanh trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Đã đến hải ngoại, trên mặt biển xuất hiện một tuyến đường thẳng dài vô biên vô hạn. Một bên là màu đen, đó là nội hải; một bên là màu tím, đó là hải ngoại. Chương 2246, hải ngoại quỷ dị. Màn trời cũng không phải hoàn toàn đen nhánh, mây máu đã trở thành nguồn sáng chiếu rọi, huyết sắc tung bay khắp bát phương. Hứa Thanh và Diện Ngưu đứng trong tầng mây, vừa nghe Ngọc Lưu Trần nói, vừa ngóng nhìn mặt biển. Trên mặt biển, màu đen và màu tím nối cùng một chỗ tạo thành một đạo vết tích dài vô tận, như đường ranh giới phân cách cấm hải thành hai phía. Mặc dù nội hải cũng có nguy hiểm nhưng tương đối có thể khống chế. Dù là Ngân Hoàng Châu hay là Nam Hoàng Châu, hoặc là Nam Tự Đại Vực cùng với vô số hòn đảo trên biển, trong vài vạn năm qua đã từng thăm dò phạm vi lớn. Mặc dù bởi vì tu vi khác biệt cho nên phạm vi thăm dò không giống nhau, nhưng dưới nhiều đời người nỗ lực, từ trình độ nào đó mà nói thì nội hải đã không còn tính là thần bí nữa. Nhưng hải ngoại, cho dù từng có nhật nguyệt tầng giới, nhưng vẫn là cấm địa của chúng sinh vọng cổ. Người có tư cách bước vào giống như phượng bao lân giác, tu vi không đạt tới cấp độ nhất định mà cưỡng ép tiến vào, không qua bao lâu sẽ hình thần câu diệt. Thậm chí nhiều khi ngay cả tại sao vẫn lạc cũng không biết. Lại càng không cần phải nói tới mấy vạn năm trước huynh muội Kim Ô Thái Tử cùng với Tri Canh vẫn lạc, khiến cho hải ngoại không có nhật nguyệt, quanh năm bị bóng tối thôn phệ. Người có thể vào đó dò xét tự nhiên càng thêm thưa thớt. Thần bí và không rõ cũng đã trở thành đặc điểm của hải ngoại. Cho dù lời nói của Ngọc Lưu Trần về hải ngoại đã mở ra tầng khăn che thứ nhất, nhưng bên dưới lớp khăn che vẫn là vô biên vô hạn bí ẩn, tầm sâu vô tận. Diện Ngưu trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là trong mắt nhìn về phía hải ngoại lộ ra một chút phức tạp, và trong lòng Hứa Thanh cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Theo lời của Ngọc Lưu Trần, kết hợp với hắn cưỡi long xa chứng kiến cùng với truyền thừa thu được, khiến cho hắn biết lời của đối phương về hải ngoại đại khái có lẽ là chân thật. Lịch sử của hải ngoại thậm chí còn cổ xưa hơn cả Hoàng Thiên Thần Tộc. Hoàng Thiên Thần Tộc đến từ hải ngoại. Như vậy cái gọi là hải ngoại cuối cùng có lai lịch gì? Đáy lòng Hứa Thanh mơ hồ bay lên một suy đoán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên, nhìn tạc diện thần linh lên lửng cao cao bên ngoài vòng cổ. Thần, vì sao đi tới vòng cổ? Trong vài vạn năm qua, nghi vấn này thủy chung quay quanh trái tim chúng sinh, không có đáp án. Mà giờ khắc này đáy lòng Hứa Thanh nổi lên suy đoán, Ngọc Lục Trần hít sâu nhẹ giọng mở miệng. Ngửi thấy rồi hả? Hứa Thanh gật đầu, đó là mùi máu tanh, từ hải ngoại bay tới, chuẩn xác mà nói, đây là mùi của hải ngoại. Tanh tương tự cùng nội hải, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Thực ra, trước khi phụ thần không có phủ xuống, màu sắc của mảnh hải ngoại này chính là như thế. Màu đen là thần tức của Hoàng Thiên Thần Tộc, không biết lẫn vào máu tươi của tồn tại gì, cho nên đã khiến màu sắc trở thành màu tím. Sau khi phụ thần phủ xuống, thần tức bao phủ thiên địa, cũng xâm nhập hải ngoại. Vì vậy, thần tức nơi đây cũng chính là dị chất trong miệng tu sĩ các ngươi, trở nên càng thêm hỗn tạp, đồng đậm vô cùng. Cuối cùng, tạo thành một mùi tuyệt vời như vậy, khiến cho ta nghĩ tới một truyền thuyết truyền lưu toàn bộ tinh hoàng. Ngọc Lưu Trần lại hít thêm một hơi thật sâu, nhấm nháp mùi vị máu tanh hải ngoại, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Lời từ miệng nói ra truyền vào trong tay Hứa Thanh cùng Diện Ngưu, bọn họ không khỏi nhìn nhau một cái. Sau đó Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, không biết truyền thuyết mà tiền bối nói là gì. Ngọc Lưu Trần ý vị thâm trường nhìn Hứa Thanh, sau đó ngẩng đầu nhìn tạc diện thần linh mênh mông treo thật cao ở trên bầu trời, truyền ra âm thanh dàn dạc. Đó là truyền thuyết về phụ thần. Truyền thuyết cụ thể thế nào, hiển nhiên Ngọc Lưu Trần không muốn nói thêm. Giờ phút này lão vung tay phải lên, mây đỏ chỗ thần lập tức lan tràn tới ranh giới của đội và ngoài hải. Nhém bắt tiếp theo, mây đỏ vòng quanh Hứa Thanh cùng Diện Ngưu, vượt qua biên giới màu đen cùng tím, chân chính bước vào hải ngoại. Sau đó mây đỏ không tiếp tục đi về phía trước mà nhanh chóng tiêu tán đi. Đồng thời giọng nói của Ngọc Lưu Trần cũng lập tức vang vọng. Tiếp theo, cần các ngươi tự mình ra biển, tận hết khả năng đi tới chỗ sâu trong hải ngoại. Không cần các ngươi làm thêm cái gì, bản thân các ngươi xuất hiện ở đây chính là mồi câu. Theo lời nói cùng nhau truyền đến, còn có một luồng lực lượng bài xích đẩy thân ảnh Hứa Thanh cùng Diện Ngưu từ bên trong mây đỏ đang tiêu tán ra ngoài, tiến về mặt biển màu tím. Trong chốc lát, chiếc đại dực bộ dáng giống bà lão của Hứa Thanh trống rỗng xuất hiện, rơi vào trên mặt biển. Nếu như đổi thành nội hải, đại dực hạ xuống chắc chắn sẽ dấy lên sóng lớn. Nhưng ở trong hải ngoại, dù chỉ là biên giới, nước biển cũng càng thêm sền sệt, cho nên sóng biển nhẹ không thể xét. Nếu không cẩn thận nhìn, căn bản là không cách nào phát hiện ra. Toàn bộ mặt biển như là nước động, không chút nhúc nhích. Ở trên đại dực cũng tương tự như thế. Hứa Thanh và Diện Ngưu đứng trên đại dực, cảm thụ được hải ngoại rất trầm trọng, nội tâm dâng lên cảnh giác. Đồng thời sự thần bí đến từ hải ngoại hóa thành uy áp vô danh, đường theo khí tức kinh khủng, vật chất hỗn hợp không biết.
Hợp thành phong bạo tâm linh không nhìn thấy, đập vào mặt của bọn hắn. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, Nhị Ngưu cũng hô hấp dồn dập. Trong nháy mắt, bọn họ đều cảm nhận được linh hồn rung động lắc lư, một cổ cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt không bị khống chế bay lên trong lòng, lan tràn toàn thân. Loại cảm giác thế này để cho Hứa Thanh nghĩ tới trải nghiệm lần đầu tiên ra biển lúc ở Thất Huyết Đồng năm đó. Đối với hắn mà nói, nội hải vừa thần bí đồng thời cũng có vô tận nguy hiểm, giống như lúc này. Chương 2247, hải ngoại quỷ dị. Cho đến thật lâu hai người mới thích ứng. Sau khi nhìn nhau một cái, Nhị Ngưu thở dài. Ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp đưa chúng ta đến mục đích, sau đó lại cầm hai ta để câu cá, không ngờ vậy mà lại bị nuôi thả. Nhị Ngưu có chút bất đắc dĩ, y cảm thấy vị thần ngọc lưu trần này quả thực có chút lười rồi. Lấy mình và Tiểu Thanh để câu cá thì cũng đành, lại còn để cho mồi câu tự mình chạy, nhìn qua là biết không chuyên nghiệp. Nhị Ngưu ngồi xổm xuống nhìn về nước biển màu tím bốn phía. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là nhắc nhở. Đại sư huynh, lúc ở trên Long Sa Kim Ô, ta đại khái thấy được khác một chút quang cảnh bên trong hải ngoại. Nơi đây tồn tại rất nhiều chỗ đáng sợ, cho nên ngươi chớ tự tìm đường chết. Nhị Ngưu nghe vậy lập tức không vui. Tiểu Thanh, sao ngươi có thể nói đại sư huynh của ngươi như vậy? Lời này quá đã thương người rồi. Con người của ta chưa bao giờ làm việc tự tìm đường chết, nếu không làm sao có thể còn sống thật tốt như bây giờ. Nhị Ngưu bất mãn. Hứa Thanh không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn qua Nhị Ngưu. Dưới mắt của hắn, Nhị Ngưu dần dần có chút chột dạ, cuối cùng ho khan một tiếng. Được rồi, ta sẽ không đi tìm đường chết. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, phòng hộ đại dược lập tức mở ra thủ hộ bốn phương. Đồng thời dưới hắn gia trì, đại dược bộ dáng như bà lão truyền trăm thanh đổ vàng, chậm rãi đi về phía trước. Thời gian trôi qua, 3 ngày qua đi. Trong 3 ngày này, hải ngoại không có phân chia ngày đêm, vĩnh viễn đều là một mảnh đen nhánh, càng là tương đối yên tĩnh. Âm thanh của sóng biển cũng đều cực ít xuất hiện, thế nên sẽ khiến người ta sinh ra một loại ảo giác giống như không phải là đang ở trên biển, nhưng ở bước đến từ nước biển cùng với mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm, lại thời khắc nhắc nhở Hứa Thanh, nơi đây chính là hải ngoại. Nhất là đại dược của bọn họ, vô luận là ở nội hải hay là đại lục vọng cổ, đều là đại dược có phòng hộ cường hãn, nhưng chỉ ở trong hải ngoại 3 ngày, tầng ngoài đã bao trùm một mảnh hơi nước màu tím. Một cổ cảm giác ăn mòn cũng dần dần xuất hiện. Sau khi cẩn thận cảm thụ, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đó là một loại mục nát dưới năm tháng chảy xuôi. Hải ngoại này đúng là tà môn, chẳng những đen nhánh và yên tĩnh, dị chất càng đồng động pha tạp, ảnh hưởng đối ngoại vật càng thêm quỷ dị. Thời gian 3 ngày, nhưng trên đại vực biểu hiện ra lại như đã qua 1000 năm. Nhị Ngưu hít sâu, giơ tay lên sờ vào hơi nước tầng ngoài đại vực. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm nghị đang muốn mở miệng, nhưng trong giây mắt tiếp theo, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về phương xa. Đội trưởng cũng có chỗ phát hiện tương tự nhìn lại. Lấy tu vi của bọn hắn, mặc dù trong hải ngoại tối tăm, tầm nhìn không được hoàn toàn rõ ràng, nhưng đại khái cũng có thể thấy rõ đường nét. Bây giờ dĩ nhiên chú ý tới vật trôi nổi trên mặt biển phía trước, là một số hòn đá bất quy tắc. Chúng nó tàn phá trôi nổi trên mặt biển, hình như không thể bị trầm. Bất luận một khối nào cũng tràn ra khí tức cổ xưa, dường như chứng kiến vô tận năm tháng. Lúc trước Hứa Thanh cũng đã nhìn thấy qua cảnh này trên Long Sa, biết được rất nhiều khu vực mặt biển của hải ngoại đều nổi lơ lửng phế tích, vốn sẽ không quá ngưng trọng, nhưng bây giờ trong mắt của hắn bỗng lộ ra quang mang âm u. Đại sư huynh, có điểm gì là lạ? Hứa Thanh nói xong cướp bước đi đến biên giới đại vực, thần nguyên hồi tụ tới hai mắt nhìn sang phía hòn đá trôi tới. Trên mặt biển đen nhánh, sau những hòn đá còn có một mảnh phế tích dày đặc, giống như một tòa thành trì tan vỡ phá thành mảnh nhỏ, sau đó đổ xuống trên biển phạm vi không nhỏ. Mở giữa chính là một tòa miếu tàn phá nghiêng vẹo. Trên miếu lại có một đạo thân ảnh nhỏ bé, đó là một tiểu cô nương mặc quần áo và trang sức cổ xưa, ngồi trên bức tường đổ của miếu thờ, hai chân trần bụi, hai đùi vung vẩy cao thấp, giống như rất là vui sướng, miệng há to dường như đang ca hát, nhưng không có bất luận tiếng ca nào truyền ra, duy chỉ có từng mảnh quỳ ảnh có thể nói là số lượng nhiều kinh người, rập rạp vô số vần quanh bốn phía, giống như đang cúng bái tiểu cô nương. Ngay khi trông thấy tiểu cô nương này, tâm thần Hứa Thanh lập tức chấn động, một cổ cảm giác sợn hết cả gai ốc không khỏi dâng lên từ đáy lòng. Đó là bản năng đến từ linh hồn, là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm mãnh liệt. Về phần Nhị Ngưu, giờ phút này cũng thông qua biện pháp của mình thấy được một màn đó, con người hai mắt chợt co rút lại, hít vào ngụm khí. Đó là thứ quỷ gì? Không giống quỷ, cũng không giống thần, càng không có khả năng là tu sĩ. Thậm chí trên người thứ đồ chơi này còn không có cả mùi tử vong, không đúng, là không có bất luận khí tức gì. Chẳng lẽ đây là thứ Ngọc Lưu Trần muốn chủ? Nhưng sao ta lại cảm giác thêm thứ đồ chơi này còn đáng sợ hơn cả Ngọc Lưu Trần? Nhị Ngưu hô hấp dồn dập, trực giác của y luôn rất chuẩn, bây giờ rõ ràng có một loại cảm giác nguy cơ vượt qua Ngọc Lưu Trần bộc phát. Tiểu Thanh, người nói có khi nào Ngọc Lưu Trần câu cá lại câu trúng cá mập, chơi cho ngay cả mình cũng không còn hay không? Nhị Ngưu run rẩy, nhanh chóng truyền âm với Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, điều khiển đại vực chuẩn bị lách qua khu vực trước mắt. Nhưng vào lúc này, tiểu cô nương ngồi trên tòa miếu tàn phế trong tầm mắt của bọn họ bỗng nhiên quay đầu, hai mắt tối như mực nhìn về phía bọn họ.
khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trong nháy mắt tiếp theo, tâm thần Hư Thanh chấn động, thần nguyên hội tụ tại hai mắt trong khoảnh khắc tan vỡ, ngay cả tầm nhìn cũng đều tan biến, trước mắt tối sầm trực tiếp mù. Cùng lúc đó, hắn lập tức cảm giác sau lưng Băng Hàn phảng phất như giờ phút này có tồn tại nào đó nằm ở trên lưng của hắn. Ngay sau đó, một âm thanh non nớt và rõ ràng từ phía sau truyền đến, giống như áp vào bên lỗ tai của hắn. Tiểu ca ca, chớ tiếp tục đi nữa, phía trước là điểm cuối cùng của biển, cũng là điểm cuối cùng của sinh mệnh. Chương 2248. Tâm mệt mỏi. Giọng nói âm u đồng thời cũng kèm theo Băng Hàn truyền vào trong tai, tản ra âm thanh như hóa thành sông băng, giống như trong linh hồn đột nhiên xuất hiện một khối băng. Khối băng tản ra từng trận lạnh lẽo, lan tràn từ linh hồn Hứa Thanh, ảnh hưởng đến toàn bộ cảm giác, khiến cho người hắn thời khắc này giống như đã mất đi toàn bộ nhiệt độ, chỉ có rét lạnh thông suốt toàn thân. Từng chữ càng giống như nguyền rủa, cùng khí lạnh tạo thành gợn sóng trong thức hải của Hứa Thanh. Toàn bộ thần nguyên của hắn đã mất đi hoạt tính như là nước động, dưới tầng tầng hàng ý gia trì, dường như muốn thành vĩnh hằng. Loại cảm giác này để cho ý thức của Hứa Thanh cũng xuất hiện dấu hiệu đình trệ, nhưng vào một hơi trước khi ý thức biến thành lỗ hổng, Hứa Thanh dùng một tia thần tri sau cùng kích phát kim ô trong cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kim ô kêu vang vọng tâm thần Hứa Thanh. Tiếng kêu này giống như triệu hoán mặt trời trong cơ thể Hứa Thanh ra. Vì vậy thân thể Hứa Thanh như một giới, ánh mặt trời bên trong giới bay lên trên không, chiếu rọi lên thùng. Hỏa diễm màu đen lập tức bộc phát, đốt cháy toàn bộ khu vực. Sau đó 10 đạo huyền dương tiên quang cũng nối theo dựng lên, chiếu rọi vô tận ánh sáng cùng nhiệt độ. Giờ khắc này mặt trời mọc trong thức hải phát ra tia sáng vạn trượng, ngay khi đụng chạm cùng băng hàng vô hình. Một tiếng cười khẽ vang vọng bên tai Hứa Thanh. Tiểu ca ca, người phải nhớ kỹ nhắc nhở của ta đấy. Mặt khác, đồng bọn của ngươi nói không đúng, ta không phải là thứ đồ chơi quỷ gì. Nếu như y mắng ta nữa, ta sẽ đưa y đi á. Giọng nói hiện ra không rõ, phản vất ý vị thâm trường. Sau khi truyền ra cũng không biết là do lực lượng thái dương trong cơ thể Hứa Thanh hay là tiểu cô nương nọ thay đổi ý nghĩ, hàn ý sau lưng Hứa Thanh lại nhanh chóng tiêu tán. Tiếng cười bên tai cũng xa dần. Nháy mắt tiếp theo, trước mắt đen nhánh cùng tâm thần hàn băng của Hứa Thanh hoàn toàn bị hỏa diễm đốt lên, rét lạnh bị thiêu đốt, cảm giác lần nữa trở về. Một khắc thì giác khôi phục, Hứa Thanh hô hấp dồn dập chợt quay lại. Sau lưng không có vật gì, chỉ có nhị ngưu cách đó không xa, thân thể đã thành băng điêu vẫn không nhúc nhích, như có khi nóng tràn ra từ trên thân, tràn đầy một cổ hương trà đang đối kháng cùng băng hàn và dần dần hòa tan. Trà này đến từ Ngọc Lưu Trần tặng cho lúc trước. Phát hiện đại sư huynh tạm thời không ngại, Hứa Thanh cưỡng chế chấn động trong nội tâm, điều khiển đại dược bay nhanh, cuối cùng sau một đén nhang lách qua khỏi mảnh phế tích phía trước. Cho đến khi rời khỏi rất xa, sắc mặt hắn trắng bệch, quay lại nhìn thoáng qua phế tích bao phủ trong bóng đêm như ẩn như hiện ở phương xa, đồng thời cảnh giác càng đậm đối với mảnh ngoại hải này. Đó là cái gì? Thần linh. Tim Hứa Thanh đậm nhanh, hắn đã gặp qua rất nhiều thần linh, nhưng tiểu cô nương cho hắn cảm giác giống như tương quan cùng thần linh, nhưng lại không phải là thần linh. Còn có thời khắc cuối cùng, có lẽ tiên quan của ta cũng tồn tại tác dụng nhất định, nhưng hình như nó cũng đang chủ động rời đi, đến cùng là tại sao? Về phần nó nói mình không phải là thứ đồ chơi quỷ gì trong miệng đồng bọn của ta. Hứa Thanh trầm mặt, liếc mắt như đội trưởng hóa băng điêu, vung tay lên, tiên quan trong cơ thể tràn ra chiếu vào trên băng điêu. Khối băng dần dần tan rã, sau một nén nhang cuối cùng hoàn toàn tan ra, hai mắt nhị ngu chợt mở, chuyện làm thứ nhất vậy mà làm mở to miệng, chợt cái hốc về phía khí lạnh do khối băng tan ra. Một hấp xuống, toàn thân nhị ngu run rẩy, lông mi và tóc cùng nổi lên màu trắng. Băng hàn vốn là thủ đoạn ngày bình thường của y, và hung hiểm lần này hình như cũng không ép được nhị ngu tham lam, dù thân thể lần nữa xuất hiện dấu hiệu đóng băng, nhưng y vẫn vừa run rẩy vừa cứng rắn nuốt ngụm khí lạnh nọ xuống. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nhị ngu biến sắc, lại điên cuồng nôn ra, vậy mà lại phun ra vô số sợi tóc héo rũ và hư tối. Những sợi tóc đỏ vừa rơi xuống liền hóa thành khí lạnh tiêu tán bát phương. Cho đến một hồi lâu sau, cuối cùng đã phun ra toàn bộ tóc, nhị ngưu vẫn còn sợ hãi run rẩy ngồi xuống. Tính sai rồi, đây không phải là khí lạnh, là tử khí, là thi khí hỗn hợp, tàn tử vô cùng, ăn vào không có chỗ tốt nào cả. Thứ kia là cái đồ chơi quỷ. Nhị ngưu ôm bụng nhìn qua phía tích phía sau, không đợi nó nói hết lời, Hứa Thanh vội vàng cắt ngang. Nó bảo ta nói cho ngươi biết, nếu như người còn mắng nó nữa, nó sẽ đưa người đi. Nhị ngưu nghe được câu này không khỏi hít vào một hơi, lập tức câm miệng. Đáy lòng thì là ngạc nhiên, nghĩ đến lúc tiểu cô nương đó quay đầu nhìn về nơi đây, thật sự là y theo bản năng nói ra một câu, đây là đồ chơi quỷ gì trong lòng. Chẳng lẽ vì một câu nói trong nội tâm của ta, cho nên nó mới tới đây? Nhỏ mọn như vậy. Nhị ngưu do dự, mà giờ khắc này người còn muốn do dự hơn nhị ngưu là Ngọc Lưu Trần. Lão ấn đấp trong hư vô ngóng nhìn bản phế tích đỏ, thần sắc ngưng trọng. Trong tầm mắt của lão, cảnh tượng có chút khác biệt cùng Hứa Thanh và đội trưởng thấy lúc trước. Bản phế tích đó căn bản không phải là phế tích, mà là vô số sợi tóc vần quanh cùng một chỗ, hình thành từng đoàn tóc hư thối và tanh tưởi lan tràn ở trong đó. Về phần tiểu cô nương, đó là rất nhiều tóc hội tụ cùng một chỗ đang dệt thành thương ảnh, tràn ra vô tận tà ác nhìn về phía Ngọc Lưu Trần.
Cũng không biết là Hứa Thanh đặc thù hay là con trâu nọ đặc biệt lại hấp dẫn vật ấy. Ngọc Lưu Trần do dự, sau đó vẫn lựa chọn hòa thuận. Vì vậy chia lìa một tia thần nguyên bản thân, hóa thành một ly trà tống xuất ra, rồi lơ lửng ở trước mặt tiểu cô nương. Mời uống trà. Tiểu cô nương nhếch miệng cười một cái, toàn thân tràn ra rất nhiều sợi tóc quấn quanh chén trà, sau đó mới một lần nữa dung nhập vào đoàn tóc trong phế tích, biến mất không thấy gì nữa. Chương 2249, tâm mệt mỏi. Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi qua, mặc dù Nhị Ngu đã phun ra rất nhiều, nhưng hiển nhiên bụng vẫn hỏng. Nửa tháng sau, toàn thân y đều biến thành màu đen, và lại trên người còn mọc ra tóc dài hư thối. Thời điểm nghiêm trọng nhất thì cả người đều bị tóc vần quanh, dù là cởi quần áo ra cũng làm cho người ta một loạt cảm giác đang khoác da lông. Và lại dù cạo thế nào cũng đều không cạo hết. Không thể không nói tâm tính của Nhị Ngưu đúng là vượt qua người thường. Ngoại trừ lúc đầu có chút buồn rầu, những ngày sau hình như đã quen, thậm chí còn có chút đắc ý. Tiểu Thành à, ta cảm giác được những sợi tóc này có được sức phòng hộ không tầm thường. Sau khi bao trùm toàn thân, chẳng khác gì là mặc một bộ giáp lông. Hơn nữa còn rất ấm áp. Không tệ không tệ, đợi nó dài thêm một chút nữa, nghĩ biện pháp cắt đứt, đưa đi y tộc nhờ đang dệt một chút. Để lúc đó bán đi, nói không chừng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhị Ngưu sờ lấy bộ lông trên người, hai mắt sáng lên. Hơn nữa ta phát hiện, từ khi trên người ta mọc ra đám tóc này, đoạn đường của chúng ta cũng an toàn hơn rất nhiều. Người nhìn xem, tới tận bây giờ chúng ta không hề gặp phải hung hiểm gì. Tiết lộ y áp nơi đây quá nghiêm trọng, không thể kiên trì trên không quá lâu. Nếu không chúng ta phi hành trên trời, có thể đi càng nhanh hơn một chút. Hứa Thành lười quan tâm Nhị Ngưu nói liên thuyên, nhắm mắt đà tọa. Mà Nhị Ngưu vừa muốn tiếp tục nói thêm, nhưng vào lúc này Hứa Thanh chợt mở hai mắt ra, Nhị Ngưu cũng lập tức dừng lại. Bọn họ đồng loạt nhìn về phương xa. Thiên địa phương xa vốn là một mảnh đen nhánh, nhưng giờ phút này lại có một vòng mặt trời bay lên từ mặt biển. Mặt trời nọ cực lớn và mênh mông, một khắc xuất hiện bầu trời sáng ngời, nước biển cũng đều thổi lên gợn sóng chiếc xạ mặt trời, khiến cho mặt biển tỏa sáng chiếu rọi bốn phương. Ánh sáng đó hiện lên huyết sắc như là trời chiều. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, Nhị Ngưu cũng trợn mắt thật to, nhưng rất nhanh bọn hắn đã phát hiện thứ bay lên này có lẽ không phải là mặt trời, bởi vì ở một phía khác bây giờ lại có đợt mặt trời thứ hai bay lên trên trước mặt biển. Vẫn chưa kết thúc, chỗ xa hơn xuất hiện mặt trời thứ ba, sau đó là thứ tư, thứ năm, thứ sáu nối liền nhau. Thiên địa càng lúc càng sáng, cuối cùng trong thời gian một nén nhang, thình lình có hơn 30 mặt trời toàn bộ bay lên trên không. Riêng phần mình tỏa sáng mạnh yếu khác biệt, và là ánh sáng tràn ra không cách nào bao phủ quá xa, không bao trùm được toàn bộ ngoại hải, chỉ có thể chiếu rọi một bộ phận khu vực. Về phần nhiệt độ lại không có chút nào. Càng thêm quỷ dị là những mặt trời bay lên đó lại lần lượt nhanh chóng hạ xuống, không có quy tắc giao thoa lẫn nhau, khi thì lên không, khi thì trầm xuống biển. Vì vậy trong khu vực đó cũng lúc sáng lúc tối, dị chất càng dần càng nồng đậm, khí tức thần linh cũng càng lúc càng sền sệt. Cho đến trong giây mắt tiếp theo, trong khi nội tâm của Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đang kịch liệt cưỡng sống, trong hơn 30 mặt trời cách hai người gần nhất đột nhiên nứt ra một đạo khe hở ở chính giữa. Tiếp theo khe hở lan tràn, mở ra như một con mắt, chuẩn xác mà nói đó đúng là một con mắt. Dường như là mở ra trong lúc ngủ say, bây giờ ngóng nhìn tới chỗ đại dược của Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Ngay khi nhìn đến, đại dược lập tức nổ vang và bắt đầu tan rã, vặn vẹo tràn ra từ trong ánh sáng, cũng trực tiếp liên lụy đến Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Thân thể của bọn hắn lập tức xuất hiện dị hóa. Nhị Ngưu hoảng sợ run run, giọng nói cũng trở nên bén nhọn hơn một chút. A Thanh, mau cùng ta nhảy tế vũ, đây là mộng của thần linh không biết nào đó. Thần này kinh khủng, mộng cũng có nửa thật. Trong lúc nói, Nhị Ngưu lập tức nhảy dựng lên, cả người lông bị y vung qua vung lại, nhảy ra tế vũ chuyên môn biểu diễn vì thần linh. Trong miệng càng là lẩm bẩm lời tế tự. Hứa Thanh cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy cùng nhau tế vũ với đội trưởng. Đối với mộng của thần linh, hiển nhiên Nhị Ngưu với kiếp trước là đại tế vũ của Tế Nguyệt đại vực càng thêm am hiểu. Bây giờ trong lúc nhảy múa, ánh mắt của thứ như mặt trời giữa không trung dừng lại, giống như bị hấp dẫn chú ý. Thời gian dần trôi qua, ba canh giờ sau, con mắt thật to đỏ dần dần khép kín, cùng những mặt trời mắt chìm vào dưới biển, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh công chúc do dự, lập tức điều khiển đại dực đã rách đát, nhanh chóng rời xa phiến khu vực này, lại chui vào trong bóng tối. Hồi lâu sau cô phát hiện có những dị thường khác. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu trên đại dực đồng thời thở dài một hơi, hai người nhìn nhau một cái, riêng phần mình cười khổ. Tiểu Thanh à, người nói Ngọc Lưu Trần còn có ở đây không? Ta cảm giác nơi đây quá nguy hiểm, ta đoán Ngọc Lưu Trần có lẽ cũng đã câu được cá rồi, hay là chúng ta trở về? Hứa Thanh trầm ngâm nhìn chung quanh một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Chúng ta trở về, nếu như Ngọc Lưu Trần tiền bối không muốn, cũng sẽ hiện thân báo cho biết. Không sai, nếu như lão không hiện thân, vậy có nghĩa là lão ngầm đồng ý chúng ta rời khỏi. Nhị Ngưu nhanh chóng tán đồng. Hai người lần nữa nhìn nhau, sau đó không chút do dự cải biến phương hướng của đại dực, di chuyển về phía nội hải. Mà giờ khắc này Ngọc Lưu Trần mà bọn hắn đang tâm tâm niệm niệm đang ở đáy biển. Đáy biển, hơn 30 mặt trời trầm xuống lúc trước, bây giờ đã khôi phục bộ dáng nguyên bản, rậm rạp vô số tụm quanh cùng một chỗ.
Đây thật ra là hơn 30 con mắt thật to, và là giữa nhau còn có một chút dây kết nối nhỏ mơ hồ, thoạt nhìn như là bồ đào, đang ngóng nhìn Ngọc Lưu Trần. Ngọc Lưu Trần trầm mặt, đáy lòng lão đã bắt đầu mắng. Đây không phải là lần đầu tiên lão tới ngoại hải, cho đến bây giờ lão đã dò xét nơi này rất nhiều lần. Mặc dù ngoại hải thần bí và lại rất nhiều khu vực coi như là lão cũng đều cảm thấy hung hiểm, nhưng dẫu sao ngoại hải khổng lồ và mênh mông, cho nên chỉ cần lão không đi đến chỗ sâu sẽ rất hiếm khi gặp phải tồn tại để cho lão cần mời uống trà. Chương 2250, tâm mệt mỏi. Nhưng lần này lại không giống như vậy. Tiểu cô nương đó có thể nói là trùng hợp, mà vì trước mắt thì lão nhớ kỹ ngày thường đều là nghỉ lại ở chỗ sâu trong ngoại hải mới đúng. Nhưng hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở đây, nên biết rằng nơi đây cách chỗ sâu còn rất xa xôi, thuộc về khu vực cùng biên của ngoại hải. Mặc dù tôi dẫn bọn hắn tới là để câu cá, nhưng giờ sao lại dụ loạn thế này. Ngọc Lưu Trần bắt đắc dĩ thở dài, vung tay lên lấy ra một ly trà đưa qua. Mời uống trà. Toàn bộ con mắt giống như bồ đào híp lên, tràn ra xúc tu như cành cây cuốn tới trên chén trà, sau đó chậm rãi chìm vào đáy biển đi xa không thấy. Ngọc Lưu Trần thấy tâm mệt mỏi, cảm nhận được hai người Hứa Thanh rời đi, lão chần chờ một chút nhưng vẫn không có ngăn cản. Gian biển thì gian biển đi, hy vọng trong khoảng thời gian tiếp theo có thể an ổn một chút, thuận lợi dù gì chân thần trở về nọ ra, ta có thể cảm thụ được vị kia đã đồng rồi. Giả lại rất là suy yếu, đáy lòng Ngọc Lưu Trần bay lên chờ mong, chỉ là chờ mong của lão tồn tại sai biệt cực lớn cùng thực tế. Hình như thần quyền chuyện xưa của lão ở trong ngoại hải này cũng bị ảnh hưởng, có chỗ vặn vẹo. Nguyên nhân thì từ một câu của nhị ngưu trên ngoại hải vào mấy ngày sau. A Thanh, mấy ngày đây ta nhớ lại một chút, tiểu cô nương nọ bởi vì ta mắng một câu trong đáy lòng. Tiếp theo, mặt trời hình như cũng bởi vì ta nói rằng chúng ta rất an toàn. Trên đại trực, thần sắc nhị ngưu ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thanh. Ta nghĩ rằng không bình thường, hình như lời nói của ta trong ngoại hải này sẽ hình thành sức mạnh kỳ dị. Chẳng lẽ truyền thuyết lâu đời là thật? Hứa Thanh nghe vậy nhìn nhị ngưu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, bởi vì thực ra một đường này hắn cũng đang suy tư vấn đề tương tự, chỉ là không phải suy nghĩ bởi vì đại sư huynh mà là thân phận kim ô của mình. Hắn luôn cảm thấy từ sau khi bước vào ngoại hải có một ánh mắt cổ xưa như ẩn như hiện đang ngóng nhìn chính mình. Bây giờ nghe Nhị Ngưu nói xong, Hứa Thanh bèn hỏi một câu: truyền thuyết gì? Nhị Ngưu hít sâu: trong truyền thuyết ngoại hải tồn tại chủ nhân, vì chủ nhân này anh tuấn vô cùng, đứng đầu thiên hạ, phong độ nhẹ nhàng, hậu cung vô số, và lại bản thân dùng nguyên thủy là cổ xưa, mênh mông lại thần thánh. Nhưng có một ngày gã không còn hứng thú vô địch nữa, vì vậy đã rời khỏi biển khơi. Trước khi đi, gã đã lưu lại một câu: lúc ta trở về, chúng thần phải tới bái ta. Nhị Ngưu ho khan một tiếng, lúc đầu Hứa Thanh còn nghe rất nghiêm túc, nhưng rất nhanh nghe thấy không bình thường. Đại sư huynh, truyền thuyết này từ đâu tới? Ta nói. Nhị Ngưu cười hắc hắc, run rẩy bộ lông toàn thân. Chỉ đùa một chút thôi, ha ha. Ta thấy mấy ngày nay mọi người quá khẩn trương. An tâm an tâm, trên đường ta đã tính toán rồi. Lúc trước chúng ta đã đi qua hải vực này rồi, rất an toàn. Không đợi Nhị Ngưu nói xong, kịch biến đột nhiên xuất hiện. Mảnh đại vực chỗ bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang thật mạnh, cực kỳ đột ngột khiến ngoại hải yên tĩnh, mà mặt biển càng là nhấc lên sóng lớn như biển động. Đây cũng là tình huống chưa từng xuất hiện qua. Nội tâm Hứa Thanh chấn động, Nhị Ngưu trợn mắt thật to, hít vào một hơi. Hai người không chút do dự lập tức muốn điều khiển đại vực tạm thời bay lên, tránh đi sóng lớn trên mặt biển. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mặt biển khu vực này lại bay lên không trung trước. Nếu đứng từ trên bầu trời chiếc cao nhìn xuống bên dưới, như vậy bây giờ có thể thấy rõ khu vực mặt biển nơi đây tạo thành hình tròn bay lên, phạm vi cực lớn, đại vực hai người Hứa Thanh chỉ là một cái chấm mà thôi. Mà theo mặt biển hình tròn nâng lên, sau khi rõ ràng vậy mà lại có một cái chén, hải vực này vậy mà lại là một cái chén trong biển. Một cánh tay hải yêu có thể so với một châu lộ ra bộ phận thân ảnh trên biển, kinh tâm động phách, chấn động thiên địa, tồn tại này quá lớn. Mỗi một tay đều cầm lấy một chút vật phẩm, trong đó một tay bưng chính là cái chén biển cho Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Giờ phút này đang tiến tới trước, tâm thần Hứa Thanh và Nhị Ngưu nổ vang, không dám nhúc nhích chút nào. Mà hiển nhiên đối với vị hải yêu kinh khủng nọ mà nói, sự hiện hữu của bọn hắn như là bụi bặm không có ý nghĩa. Cho nên sau khi trôi qua mấy canh giờ, hải yêu khổng lồ lại chui vào mặt biển, biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhau chui vào còn có cái chén lớn. Trên đại vực, Hứa Thanh và Nhị Ngưu sắc mặt trắng bệch. Hư vô xa xa, sắc mặt của Ngọc Lưu Trần tương tự trắng bệch. Hai người bọn hắn có vấn đề lớn, nếu không chút mồi câu như vậy, không thể nào thu hút tồn tại cổ xưa đến thế. Ta dẫn bọn hắn tới câu cá, nhưng không phải câu cá dạng đó. Ngọc Lưu Trần cảm thấy nếu cứ tiếp tục nuôi thả, nói không chừng hai tên này sẽ thu hút tới tồn tại đáng sợ hơn. Đến lúc đó cá mình cần còn chưa tới, sợ là mồi câu và cả người câu cá đã vẫn lạc trước rồi. Nghĩ tới đây, Ngọc Lưu Trần không chần chờ nữa, thân thể lập tức tan biến. Lúc xuất hiện đã ở trên đại vực cho Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Sau khi trông thấy Ngọc Lưu Trần, tâm tình Hứa Thanh và Nhị Ngưu gợn sóng, riêng phần mình chột dạ, lập tức bái kiến. Không cần bái nữa, ta đưa bọn ngươi đi. Không phải để cho chúng ta tự đi sao? Nhị Ngưu vội vàng mở miệng.
các ngươi còn tiếp tục tự mình đi, ta sợ sẽ gặp phải tồn tại có thể nuốt cả ta. Ngọc Lưu Trần không muốn lãng phí thời gian, trong lúc nói vung tay lên, Cổ Ngư Thành cùng Diện Ngưu lên và bước vào bầu trời. Tiền bối nói đùa, có tiền bối ở đây làm sao có thể gặp được loại tồn tại một phát nuốt. Diện Ngưu vừa nói đến đây, Hứa Thành hít vào một hơi, da đầu có chút rung lên. Hắn nghĩ tới những lời đáng sợ đại sư huynh nói lúc trước, vừa muốn nhắc nhở Ngọc Lưu Trần. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngọc Lưu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc đại biến. Hứa Thành và Diện Ngưu cũng nhận ra dị thường, ngẩng đầu nhìn lại. Tại sao trời lại biến thành màu đỏ rồi? Diện Ngưu thì thào, hai mắt tròn to, hoàn toàn hoảng sợ. Lời của ta ở ngoại hải thật sự hiệu nghiệm như vậy sao? Mà Hứa Thành ngoại trừ hoảng sợ ra còn có những cảm giác khác. Hắn đã cảm nhận được đạo ánh mắt như ẩn như hiện từ sau khi hắn bước vào ngoại hải, bây giờ hình như đã càng rõ ràng hơn. Trong giây mắt tiếp theo, trời rơi xuống, giống như có một tồn tại kinh thiên động địa mở cái miệng to ra, hoặc là nói tồn tại này đã sớm mở miệng ra, bây giờ nuốt xuống. Chương 2251, người thần bí trong cơ thể Tuế Khư. Ngoại hải có cá kỳ danh Tuế Khư, nghỉ ngơi ở hư vô, ngẫu nhiên mới thấy tung tích. Mỗi lần xuất hiện, hàm trên của nó hóa thành xích thiên, hàm dưới bao hàm vạn hải, thuộc ánh sáng nhật nguyệt, cắn nuốt vạn vật chúng sinh, ngay cả năm tháng và thời không cũng bị nó thôn phệ. Hình thái cụ thể hiếm có người hay sinh linh nào biết được, chỉ biết khi Tuế Khư hiện, thiên địa trống rỗng. Thời khắc này khi xích thiên chụp xuống, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại, ngay cả biển rộng cũng lõm xuống như thiếu một khu vực. Mặt biển xuất hiện vòng xoáy, trong chuyển động âm ầm truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc. Tiếng này vang vọng ở ngoài biển khơi, gây ra vô số chấn động, cũng sẽ hóa thành gió bão mấy tháng không tiêu tan. Hứa Thành cùng Diện Ngưu không thấy tung tích, cho đến hồi lâu gió lốc màng theo nước biển, cơn sóng trên bầu trời xuất hiện từng đạo tia chớp lan khắp bốn phía. Ngoài hải, mưa bắt đầu rơi xuống mặt nước, hình thành gợn sóng. Trong mưa, bóng dáng Ngọc Lưu Trần ngưng gác đứng giữa không trung. Vừa rồi trong lúc nguy cơ, lấy năng lực của lão cũng chỉ là để cho mình tránh đi vận mệnh bị nuốt, lại không cách nào cứu được hai người Hứa Thành. Bởi vì Tuế Khư nuốt không chỉ là thực chất, mà là từ vận mệnh, từ thời gian, từ mọi cấp độ, cắt đứt mọi thứ trở thành chất dinh dưỡng của bản thân. Cho nên lão chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thành và Diện Ngưu biến mất ngay trước mắt. Ngay cả Tuế Khư cũng xuất hiện rồi, sao có thể trùng hợp đến thế được? Ngọc Lưu Trần trầm mặt, lão muốn bắn người nhưng rất nhanh giao bắt lại, lại toàn thân lập lòe huyết quang. Không đúng, sau khi đi ra ngoài biển, cảm xúc của ta có chút không đúng. Ngọc Lưu Trần rất rõ ràng, chuyện xưa cần ẩn chứa tình cảm, chỉ câu chuyện có thể đả động bản thân mới có thể đả động người khác. Cho nên rất nhiều lúc, nhìn lão cũng không lạnh lùng như những thần linh khác, đây là quyết định bởi thần quyền. Nhưng bản chất của thần linh chính là lạnh lùng. Điểm này dù là ai cũng không thể thay đổi, cho nên nhìn lão có vẻ cảm xúc phong phú, nhưng đó là cố ý. Nhưng lần này ra biển rất khác biệt. Ta bị ảnh hưởng rồi, có một gì tồn tại đâu đó đã kích thích cảm xúc của ta. Tâm thần Ngọc Lưu Trần chấn động, nhìn biển rộng một cách phức tạp. Một lúc lâu sau, lão bỗng nhiên mở miệng. Có một ngày, Hứa Thành cùng Trần Diện Ngưu bởi ý chí của thần linh tên là Ngọc Lưu Trần cùng nhau ra biển ngoại hải. Đối với Ngọc Lưu Trần mà nói cũng không xa lạ gì, nhưng đối với Hứa Thành cùng Diện Ngưu thì tràn đầy sự không biết. Vì vậy hai người bọn họ dưới tác dụng của một loại ngoại lực không thể nói, đầu tiên là gặp pho tượng không rõ, sau đó gặp thần mộng chi dương, rồi lại gặp hải yêu tuần biển, cho đến khi bọn họ gặp phải Tuế Khư. Tuế Khư không đói bụng, chỉ là một lần nuốt trời bình thường sau năm canh giờ. Ngọc Lưu Trần vừa mở miệng vừa lan tỏa lực lượng thần quyền dung nhập vào bầu trời, khắc ấn biển lớn tạo thành châm ngôn, dùng chân danh của lão để thuật lại. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, thanh âm nổ vang quanh quẩn, châm ngôn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Đây là biểu hiện của câu chuyện không thể trở thành sự thật. Ngọc Lưu Trần nhìn thấy như vậy, lập tức nói lời chỉnh sửa. Sau một ngày, chân ngôn đổ vang, lần nữa hình thành lạc ấn. Thế nhưng lạc ấn vừa ra lại tiếp tục vỡ, mắt thấy sắp vỡ hoàn toàn. 7 ngày sau, Ngọc Lưu Trần lại chỉnh lại, tuy vỡ vụn có chỗ hòa hoãn, nhưng dấu vết vẫn lan tràn. 1 tháng sau, thần quyền của Ngọc Lưu Trần chấn động, tiếp tục đến chính. Mà lần này lạc ấn tuy còn có tiếng nổ vang, nhưng lại chưa vỡ vụn. Mắt thấy như vậy, Ngọc Lưu Trần nói tiếp. Sau 1 tháng sau, tại ngoài hải, mặt biển cách nơi đây 8.000 dặm dặm, vùng thiên thủy mà ra. Đó sau một khắc, thiên lôi cuồn cuộn, biển rộng gợn sóng, từng đạo ấn ký càng lúc càng sáng chói, giống như thành chân lý. Ngọc Lưu Trần thần tri một phen, cuối cùng thở ra một hơi, cất bước bước lên thương khung, biến mất không thấy gì nữa. Nước mưa càng lớn hơn. Nơi quỷ quái gì thế này, mưa rơi cũng có thể ăn mòn. Thế giới trong cơ thể Tuế Khư, Hứa Thanh và Diện Ngưu đang bay nhanh giữa không trung, sắc mặt đều rất khó coi. Ở đây cũng đang có mưa, nhưng lại là mưa ăn mòn. Bọn họ bị vây ở chỗ này đã 10 ngày. 10 ngày trước, thiên lạc thôn hải, bọn họ đã mất đi cảm giác. Khi thế giới trước mắt rõ ràng đã ở đây, bầu trời nơi đây phảng phất như có ngôi sao không ngừng lấp lánh. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được, ở đó tự nhiên không phải ngôi sao mà là một ít hoa phát sáng.
Về phần mặt đất là một mảnh ao đầm, có thể thấy được vô số phế tích cùng với nước bùn. Trong 10 ngày, Hứa Thanh cùng Dị Ngu đã sớm đoán được thế giới khổng lồ này là từ bên trong cơ thể của tồn tại thông thiên, cũng cảm nhận được thân thể khổng lồ của vị tồn tại ấy. 10 ngày không bay hết. Thậm chí căn cứ hoàn cảnh bốn phía, Hứa Thanh phán đoán phạm vi 10 ngày này bọn họ đi được, sợ rằng ngay cả một phần vạn của không gian này cũng chưa tới. Phán đoán này khiến cho trong lòng hai người bọn họ đều trầm xuống. Cũng may trong cơ thể sinh mệnh khủng bố này, bọn họ một đường cũng không gặp phải bất cứ hung hiểm nào. Nơi này ngoại trừ mưa liên tục, không có bất kỳ sinh linh khác. Chỉ là trước mắt vô biên vô hạn, cùng với ánh sao mơ hồ, làm cho người ta cuối cùng vẫn sẽ nổi lên một chút bực bội. Nhất là thỉnh thoảng bọn họ sẽ nhìn thấy những bức tượng tồn tại trong đống đổ nát, có bức bị tàn phá, có bức còn tính là hoàn chỉnh. Những bức tượng này tạo hình khác nhau, ở trong thế giới yên tĩnh nơi đây, dưới ánh sao mông lung này giống như yêu ma quỷ quái. Tuy chưa xuất hiện trường hợp sống lại gì, nhưng khí tức tản ra vẫn khiến Hứa Thanh cùng Dị Ngu khó tránh khỏi áp lực. À Thanh, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Lúc này Dị Ngu đang bay nhanh thì thào. Hứa Thanh không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, loại cảm giác bị ánh mắt nhìn chăm chú trước đó ở chỗ này càng thêm mãnh liệt. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm tồn tại ngóng nhìn mình ngay ở phía trước. Cảnh ngộ trên đường đi có khả năng là cố ý sắp xếp hay không? Hứa Thanh trầm ngâm. Thấy Hứa Thanh không để ý tới mình, Dị Ngưu thở dài. Không có cách nào, ta chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Dù sao cứ tiếp tục như vậy cũng không có phương hướng rời khỏi. Hứa Thanh nhìn về phía Dị Ngưu, hắn biết đối phương muốn làm gì. Dị Ngưu hít sâu một hơi, nhìn hư vô bốn phía lớn tiếng nói. Nơi này sao ngay cả một người còn thở cũng không có, xem ra có lẽ chúng ta ở đây sẽ an toàn. Nói xong, Dị Ngưu lập tức cảnh giác, lưu ý khả năng xuất hiện bất cứ chuyện nào ngoài ý muốn. Chỉ là đợi một lát cũng không thấy xuất hiện cái gì khác thường, Dị Ngưu trừng mắt nhìn có chút mơ hồ. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, phía trước hình như có tồn tại gì đó đang nhìn chúng ta. Dị Ngưu nghe vậy ánh mắt hạ xuống, sau một lúc lâu nhìn nhau với Hứa Thanh, sau đó trong mắt hai người lộ ra quyết đoán. Đã đến nơi này và cũng không tìm thấy đường ra, như vậy cho dù phía trước thật sự tồn tại cái gì cũng phải đi một chuyến. Hai người lập tức bay nhanh. Mấy ngày sau, dưới ánh sao mông lung, một đoàn ánh lửa đặc biệt rõ ràng chiếu vào trong mắt hai người. Hứa Thanh dừng bước, trong lòng cảnh giác đã đến cực hạn. Chỉ là hình ảnh nhìn thấy khiến hắn cùng đội trưởng đều chấn động tâm thần. Ánh lửa phía trước đến từ một đống lửa, bên cạnh đống lửa một lão đầu dáng vẻ như nhân tộc đang ngồi dùng bạo xấu xí, một chân đi dài rơm, một chân thì để trần, trong tay cầm một cây xiên sắt sau mấy miếng thịt không biết đang nướng trên lửa. Chú ý tới thân ảnh Hứa Thanh cùng Dị Ngưu, lão đầu ngẩng đầu, đôi mắt tam giác mở ra đảo qua trên người Hứa Thanh. Trước đó ta không cảm giác sai lầm, giống như thần mà không phải thần, giống như tu không phải tu, nhưng lại có khí vận của dân tộc. Xem ra đã từng là dân tộc, bây giờ mặc dù thân thể không phải, nhưng cũng miễn cưỡng tính là dân tộc. Nói xong lão lại nhìn về phía Dị Ngưu. Về phần ngươi, ngươi là cái quái gì? Ma quái. Hết tập 264. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.